Nói chính xác hơn trong tiếng Trung thì nó là bạn đồng hành. Không phải là anh không quan tâm tôi bước vào ngành này đó chứ. Tôi rất vui khi có một thương hiệu địa phương quảng bá văn hóa Trung Hoa. Tôi vui mừng còn không kịp sao có thể không mang anh chứ. Lưu Tổng thật là vĩ đại. Sao có thể bì được với Kim Tổng tham gia thị trường vào lúc này, dùng tiền mạnh tay và quyên góp rất hào phóng. Sao lại cảm thấy có sát khí? Tôi chỉ đang cân nhắc chiến lược của mình thôi. Giờ đây, Đại Lục nó trở thành thị trường hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, nhưng các thương hiệu địa phương vẫn chưa gầy dựng được tên tuổi của mình. Đây là một miếng bánh vẫn còn nhiều phần. Là một thương hiệu mang phong cách Trung Hoa, hiện nay tôi vẫn chưa thấy ai có thể đạt được lợi nhuận trong thời gian ngắn. Kim Tổng, tuổi trẻ hăng hái là điều tốt. Khẩu khí của Levit, anh ta vừa mỉa mai anh sao? Rõ ràng là thế. Thật không thể ngờ, anh ta cũng nói ra những lời không hay như thế. Cái gì? Hắn là chim vàng anh à? Trong miệng đều là âm thanh, thiên nhiên đúng không? Khi nói chuyện với cậu, hắn mới nói những lời hay như hát thôi chứ. Không có gì, cậu chỉ cảm thán chút thôi. Rõ ràng đã nói ra hết rồi. Sao Kim Lan Thù vẫn ghen như thế? À, Kim Tổng, chúc mừng, chúc mừng. Tôi sang bên kia đợi anh. Tống tiên sinh, hôm nay mặc Âu phục được may riêng đẹp thật đấy. Sao có thể bì được với Ngọc Thụ Lâm phong như anh chứ? Tiên Nhật Tổng, tôi cũng biết khen người khác à, e là vẫn có gì ý gì tốt. Tôi không được xinh đẹp như cậu. Ít nhất tôi không xinh đẹp đến mức có thể nhảy từ một nhân viên bán hàng lên vị trí giám đốc trong vòng 1 năm. Khiêu khích. Tôi cũng chưa từng thấy một người không có bối cảnh tốt lại có thể nhảy vào vị trí tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Theo tôi, thay vì xinh đẹp thì chỉ bằng được đầu thai tốt. Quá ra bộ dạng ngoan ngoãn, ngại ngùng của cậu chỉ là diễn trước mặt Kim Tổng thôi mà. Kim Tổng thích kiểu này sao? Dù gì thì anh cũng không thích kiểu chặn người ta trước cửa nhà vệ sinh để cầu hôn. Làm sao cậu ta biết được? Tôi đi trước đây. Trùng hợp vậy sao? Trước có sói sau có hổ. Hay. Lưu Tổng,
Tiểu Tống. Đến lúc muốn chào cậu một tiếng, tôi chuẩn bị quay về đây. Sớm vậy sao? Lưu tổng quả nhiên luôn bận rộn. Tôi cố ý để trong buổi tối hôm nay chính là muốn đến xem hai người rốt cuộc thế nào. Nhưng đến khi nhìn thấy rồi, lại không thể ngồi yên nữa. Lưu tổng quá khen rồi. Hóa ra đến Lê Vít cũng cho rằng Kim Lan Thù là mối đe dọa lớn như thế sao? Tiểu tổng, thế là câu nói đó. Chỉ cần cậu đồng ý, Thượng Nguyễn Sinh sẽ luôn hoan nghênh cậu. Dịch tổng, đó chính là tư liệu gốc về dự án bản địa hóa và Kim Lan Thù trước đây đã làm ở Bảo Phạm luôn. Tôi chỉ lấy được nhiêu đây. Được rồi, ngày mai tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ bên phía Kim Đăng Thù, sau này hãy liên lạc thường xuyên, lợi ích sẽ không thiếu phần cô đâu. Cảm ơn Dịch tổng đã chiếu cố. Sau đó không lâu, Châu Âu Dịch Dịch cũng thành lập một thương hiệu địa phương, Nghe Thường. Nghe Thường Hợp Báo.